Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay Kính thưa quý vị và các bạn thân mến Có nhiều căn cứ theo hồ sơ vụ án cho thấy rằng người giết Ông Lê Đình Kinh chính là Thượng tá Đặng Việt Quảng Sinh năm 1975 tại Hà Nội Phó trưởng phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội Theo như thời báo chấm đề đã đưa tin vài ngày trước phiên tòa sơ thẩm đã kết thúc Nguồn tin riêng của Thời Báo .d cũng cho biết rằng khẩu súng dùng để hạ sát ông Lê Đình Kình chính là khẩu MB5K có gắn nòng giảm thanh của Đức, là một phiên bản rút ngắn của súng tiểu liên MB5, súng do hãng Đức Heckler Koch sản xuất. Liệu có phải khẩu súng do Đức sản xuất đã sát hại người dân vô tội Lê Đình Kình ở Việt Nam hay không? Đó là nội dung chính mà bài báo trên một nhật báo của Đức Tech báo in số ra ngày 16 tháng 9 năm 2020. Những cái chết ở làng Đồng Tâm vào đêm 9 tháng 1 năm 2020 ngay từ đầu đã khiến cho Bộ Công an lúng túng bởi họ không biết phải ăn nói làm sao cho ngay thẳng minh bạch, nhất là lý do vì sao lại đưa hàng ngàn quân trang bị súng ống cùng với chó nghiệp vụ giữa đêm khuya tấn công vào nhà của những người dân vô tội khi họ đang ngủ say. Khi đã có một lời nói dối thì người ta lại phải đưa ra hàng trăm lời nói dối khác để che đậy lời nói dối đầu tiên. Họ vu cho cụ Lê Đình Kình tay cầm lựu đạn nhưng đến bây giờ sau khi phiên tòa kết thúc không hề có căn cứ nào đủ chứng minh cho thấy ông Lê Đình Kình cầm lựu đạn. Họ công bố ba cảnh sát cơ động bị Lê Đình Chức đổ xăng đốt hóa than nhưng dưới cái hố kỹ thuật ấy không ai tìm thấy dấu vết gì của một vụ cháy không chỉ có những phát ngôn viên cao cấp như Thiếu tướng Trương Tam Quang hay Thiếu tướng Tô Ân Sô mà cả dàn đồng ca dẫn đầu là VTV đều chỉ phát ngôn theo một hướng đó là đảng luôn luôn đúng và dân thì sai từ đầu đến cuối. Và cuối cùng thì phiên tòa lẽ ra là nơi dân chúng mong đợi công lý và sự thật được sáng tỏ thì lại là màn kịch vụng về, chủ yếu là diễn xuất để nhằm che đậy sự thật. Tuy nhiên thì công luận vẫn có cách tìm ra sự thật bằng nhiều cách khác nhau. Về cái chết của cụ Lê Đình Kinh từ những nguồn tin trong nội bộ của Bộ Công an kết hợp với những thông tin công khai trên mạng xã hội thì đến nay có hai sự thật đang được làm sáng tỏ. Một là khẩu súng dùng để bắn giết cụ Kinh là súng MP5K do Đức sản xuất. Hai là một người đã hạ sát cụ Lê Đình Kinh chính là Thượng tá Đặng Việt Quảng, sinh năm 1975, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội. Trong lời khai ngày 11 tháng 1 năm 2020 với điều tra viên Trần Việt Dũng, ông Quảng đã xác nhận là có thâm nhập vào nhà ông Lê Đình Kinh rồi nổ súng về phía đối tượng hai lần và đối tượng dựa vào trong phòng. Đồng thời, tôi rút ra ngoài và đối tượng ở đây chính là Lê Đình Kinh. Và súng MP5 là phiên bản rút ngắn của súng tiểu liên MP5, không những chiều dài ngắn hơn hẳn mà trọng lượng cũng nhẹ hơn nhiều nên rất linh hoạt và thuận lợi, thuận tiện khi tác chiến ở cự ly gần. Một sĩ quan cảnh sát cơ động Hà Nội cho biết thêm là chỉ cần mổ lấy đầu đạn còn găm trong người cụ kinh, so sánh là biết khẩu súng nào đã nhả đạn vào cụ kinh và qua đó thì biết được chính xác người đã bắn. Bộ phận giám định pháp y đã mổ xác cụ Lê Đình Kinh để khám nghiệm rất kỹ với hai mục đích. Một là tìm đầu đạn để ghi công người đã hạ sát cụ Lê Đình Kinh. Có lẽ đây là mục tiêu xác định trước cuộc tấn công. Mục tiêu thứ hai là việc mổ xác là họ muốn bảo đảm tiêu hủy toàn bộ những bằng chứng và dấu vết. Thực tế là sau nhiều ngày họ mới trao lại xác cho cụ Lê Đình Kinh và gia đình để chôn cất. Các trang báo quốc tế cũng đưa tin rất sớm về vụ tấn công vào làng Đồng Tâm Bộ công an Việt Nam và người đứng đầu là đại tướng Tô Lâm đã coi thường pháp luật nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mặc dù không có lệnh của tòa án nhưng vẫn điều cảnh sát cơ động đột kích vào đồng tâm giữa đêm tối. Tuy nhiên thông tin rằng họ đã sử dụng công nghệ vũ khí quân dụng của Đức để bắn chết cụ già 84 tuổi ngay trong phòng ngủ và điều này thì đang gây bất ngờ lớn cho truyền thông báo chí và các chính trị gia tại Đức. MB5 là súng tiểu liên 9mm do Đức thiết kế vào thập niên 1960 bởi nhóm kỹ sư thuộc hãng Heckler Koch của Đức Trả lời những câu hỏi của tờ Tech hãng Heckler Koch cho biết rằng à, từ trước đến nay hãng chưa bao giờ bán loại súng MB5 cho Việt Nam Vì tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, chính phủ liên bang Đức không bao giờ chấp thuận cho bán sang Đức này Tuy nhiên thì hãng Heckler Koch giải thích rằng trong thời gian chiến tranh lạnh diễn ra cuộc đối đầu giữa Đông và Tây Đức, hãng Heckler Koch đã nhận được sự chấp thuận của chính phủ Liên bang Đức để cấp giấy phép sản xuất, chuyển giao công nghệ và cho phép sản xuất tại 6 quốc gia. Đó là các nước như Vương quốc Anh năm 1970, Hy Lạp năm 1977, Mexico 1982, Thổ Nhĩ Kỳ 1982, Pakistan 1983 và Ả Rập Xê Út 1985. Theo tuần báo Anh Gen Defense Weekly, Hồi năm 2007, Việt Nam mua 100 khẩu súng tiểu liên MB5 Pakistan đặt tên là SMG PK và 50 khẩu súng trường bắn tỉa psa 90 từ công ty quốc doanh POF sản xuất vũ khí ở uh, Rawalpindi ở Pakistan và tiếp sau đó thì một hợp đồng tương tự cũng xảy ra vào hồi năm ngoái. Báo chí Việt Nam cũng đưa tin Việt Nam mua các loại súng MP5 từ Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ để trang bị cho các lực lượng đặc nhiệm. Theo số liệu của Cơ quan Đăng ký Vũ khí của Liên Hợp Quốc, SUNROCA uh, viết tắt là Anrosca năm 2016 Thổ Nhĩ Kỳ đã bán cho Việt Nam 916 khẩu súng MP5 phiên bản A3. Thống kê năm 2016 của cơ quan đăng ký vũ khí của Liên hợp quốc. Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ có được phép bán súng MP5 cho Việt Nam hay không? Về câu hỏi của tờ Tech vậy Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ có được bán súng MP5 cho Việt Nam hay không? Và phát ngôn viên Macro Cyleler của hãng Heckler và Koch cũng đã trả lời là giấy phép luôn phải tuân thủ theo các điều kiện đặc biệt do chính phủ Liên bang Đức áp đặt, bao gồm lệnh cấm chuyển giao hoặc xuất khẩu. Giấy phép chỉ cho phép sản xuất đáp ứng cho nhu cầu trong nước mà thôi và không được phép xuất khẩu ra bên ngoài. Đặc biệt thì phát ngôn viên Marco uh, Seliger lưu ý rằng chúng tôi thường phát hiện ra rằng có những công ty chế tạo vũ khí tương tự như MP5 hoặc các sản phẩm khác của Heckler Koch nhưng không có giấy phép của hãng chúng tôi. Đó là những sản phẩm nhái, bất hợp pháp, ăn cắp công nghệ của Đức. Bắt trước sản xuất súng như thế là vi phạm bản quyền của hãng chúng tôi. Nữ phát ngôn viên về chính sách quốc phòng của Đảng Xanh, bà Katia, kêu nói với tờ thét rằng đáng lẽ ra thì giấy phép như vậy thì không bao giờ được cấp cho các nước thứ ba bởi vì không thể kiểm soát được toàn bộ kiểm tra trong mọi thời gian. Những giấy phép được cấp cách đây hơn 30 năm và hiện nay vẫn đang gây chết chóc. Sau khi báo chí đặt nghi vấn về khẩu súng bắn chết cụ Lê Đình Kình là khẩu súng MP5 do Đức sáng chế, có lẽ trong thời gian tới các đảng đối lập sẽ chất vấn chính phủ Đức về các vấn đề này và yêu cầu phải làm sáng tỏ. Cái chết hóa than của ba cảnh sát cơ động là nguồn cơn đã dẫn đến cáo buộc giết người của các bị cáo. Tuy nhiên thì nguyên nhân dẫn đến cái chết này do Bộ Công an công bố lại có quá nhiều mâu thuẫn. Hai câu hỏi chính được giải chưa được giải đáp vì sao ba người cùng rơi xuống một cái hố có kích thước 75 cm nhân với 135 cm sâu khoảng 4 m. Và bằng cách nào mà các thi thể đều hóa than trong khi nhiều vật dễ cháy như cót ép trên tường, miếng ni lông và dây điện thò ra từ trong tường thì không hề bị cháy. Bất chấp nhiều luật sư đưa ra đề nghị thực nghiệm lại hiện trường thì tòa đã bác bỏ những yêu cầu này. Tuy nhiên thì một nguồn tin nội chính từ Hà Nội cho thời báo chấm đề biết rằng ba cái sát cơ động này tử vong với nguyên nhân là đã bị đồng đội bắn nhầm. Sau đó thì kịch bản của phía công an đã dựng lên ba cái chết cháy đen hóa than để liên kết với tình tiết có xăng cháy và qua đó vu cáo tội giết người cho người dân làng Đồng Tâm. Kịch bản này còn cố ý làm giấy lên sự phẫn nộ trong dân chúng khi hé lộ những bức ảnh chụp xác người cháy đen trên sân thượng một cách dã man bên cạnh cái hố kỹ thuật. Trước đó bà Dư Dị Thành, vợ của cụ Lê Đình Kinh cùng với một số người dân đồng tâm quan sát thấy flycam từ phía công an từ nhiều ngày trước vẫn bay vù vù phía trên đã ghi rõ toàn bộ địa hình khu vực và dĩ nhiên thì cái hố kỹ thuật được phía công an ghi nhận đầu tiên. Hồ sơ vụ án còn thể hiện một người thứ 30 đã bị bắt trước ngày 9 tháng 1 năm 2020 vì tội làm lộ bí mật nhà nước vì tiết lộ quá trình luyện tập để tấn công vào làng Đồng Tâm. Thêm nữa thì luật sư Hà Huy Sơn cũng đặt ra nghi vấn là có một âm mưu chết người được cài bẫy các bị cáo khi họ mua 10 quả lựu đạn với giá 30 triệu Việt Nam Đông. Nhưng đều là lựu đạn dởm và các cơ quan điều tra đã không xác định được người bán. Bản tin nội chính đã tiết lộ rằng ba công an chết vì tự bắn nhau trong cuộc tấn công đồng tâm do một đảng viên Cộng sản từ Hà Nội đã cho thời báo chấm D biết cụ thể như sau. Nguồn tin từ Cục 5, Cục Tình báo Bộ Công an cho biết là ba cảnh sát đã chết hôm 9 tháng 1 năm 2020 trong cuộc đột kích vào Đồng Tâm là do tự bắn nhầm vào nhau trong đêm tối. Cuộc đột kích nhà cụ Lê Đình Kính đã được thực hiện rất vội vàng và vụng về do cấp chỉ huy thiếu kinh nghiệm. Cùng lúc nhiều mũi tấn công lao vào nhà cụ Lê Đình Kình từ nhiều hướng ngược nhau và quả nổ và tiếng súng vang lên không gian chật hẹp hiện trường thì mù khói tiếng hô hoán tiếng kẻng hỗn loạn chính điều này đã làm nhiều cảnh sát cơ động bối rối dẫn đến nhận nhầm đồng đội đang tiến vào từ phía đối diện là kẻ tấn công họ đã nổ súng nhằm vào các bóng người đó dẫn đến ba cái chết của ba cảnh sát cơ động Nguồn tin cũng cung cấp thêm rằng sau khi ba công an này chết thì kịch bản hiện trường giả đã được đưa ra và cùng với đó là miêu tả người dân đồng tâm đã đổ xăng ra chậu và hắt súng hố để thiêu cháy bà sĩ quan công an trước đó. Sau khi đó thì những tử thi hóa than cho thấy rằng phải có một lò thiêu trong nhiều giờ ở nhiệt độ cao mới dẫn đến sự hóa than tử thi như hình ảnh tiết lộ từ phía công an cho lan truyền trên mạng xã hội. Kết hợp với nguồn tin xác định nguyên nhân tử vong của các đơn vị bắn nhầm nhau, từ đó phát sinh ra một câu hỏi mới rằng bằng cách nào và ở đâu mà những tử thi ấy cháy đen và được đưa đến miệng hố kỹ thuật trên nóc nhà của Lê Đình chức. Hy vọng những bí ẩn này có ngày sẽ được đưa ra ánh sáng. Thưa quý vị và các bạn, vụ án đồng tâm đã kết thúc phiên sơ thẩm vào ngày 14 tháng 9 năm 2020 bằng hai án tử hình đối với Lê Đình Công và Lê Đình Chức cùng với một án trung thân đối với Lê Đình Doanh. Ngoài ba người này thì nhiều án tù cao bị áp lên đến 26 người còn lại. Dư luận trong nước ngay sau đó đã lên án mãnh liệt với khái niệm chu di tam tộc dành cho đại gia đình của ông Lê Đình Kinh, người đảng viên gần 60 năm tuổi đảng và chưa hề bị bất kỳ kỷ luật nào về mặt đảng cũng như chưa một lần phạm pháp, bị bắn chết vào dạng sáng 9 tháng riêng năm 2020 khái niệm Chu di tam tộc thì đã được uh, trong thời đã được uh, người ta nói nhiều đến trong thời phong kiến nhằm chỉ ra ba họ phải bị tuyệt diệt gồm có họ cha tức là họ của ông Lê Đình Kinh, họ mẹ tức là uh, họ của mẹ ông Lê Đình Kinh và họ vợ tức là họ Dư tức là bà Dư Thị Thành, vợ của ông Kinh chu di tam tộc là luật hẳn hoi nhằm để tránh sự nổi dậy của những bị triều những người bị triều đình kết án và người bị kết án chu di tam tộc phải lâm vào trọng tội khi quân phạm thượng và hoặc là không còn trung quân ái quốc do đó thì cái chết của ông lê đình kình cũng cùng với việc kết án hai con trai và cháu nội cần nhìn dưới góc độ pháp luật của thời đại độc đảng toàn trị ngày nay dù một số người nhầm lẫn khái niệm chu di tam tộc nhưng thảm họa của đại gia đình ông kinh không thể làm lu mờ nhân ảnh của người cộng sản việt nam phản chiếu qua nhiều góc độ từ phía nạn nhân từ phía luật sư từ phía kết án và từ phía dư luận trong và ngoài nước nhiều người cho rằng vụ án Đồng Tâm làm cho vụ án phức tạp và mang tính điển hình về xung đột đất đai giữa người dân và Đảng Cộng sản Việt Nam suốt 45 năm qua, tính từ mốc năm 1975. Vụ án Đồng Tâm đã bộc lộ toàn bộ tính uh, phi hệ thống của pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cùng với nền tư pháp gục ngã hoàn toàn dưới bàn tay công an trị bằng cách vi phạm nghiêm trọng trình tự thủ tục tố tụng, phía kết án đã đẩy nền pháp trị của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trở về thời sơ khai của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Dưới hình thức thanh trừng kẻ phản đảng kết hợp với trả thù tàn khốc, người dân có thể hiểu được là thời sơ khai này bởi lúc bấy giờ ở miền Bắc đang ở giai đoạn chiến tranh với xã hội hoàn toàn bịt kín như đêm giữa ban ngày trong một xã hội độc đảng. Nhưng ngày nay thì không bằng cách kết án không cần thực nghiệm hiện trường và không cần suy đoán vô tội và nhiều không cần khác. Phía kết án đã phản bội cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam về kết liễu hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Còn những thất bại về mặt tuyên truyền thì Đảng Cộng sản Việt Nam cũng thất bại không hề thua kém những khuất tất xoay quanh ba cái xác của phía gọi là thi hành công vụ vẫn tiếp tục được đào sới cùng với những hoài nghi quanh cái vết đạn trên thân thể của cụ Lê Đình Kinh làm nhức nhối lương tri con người. Dư luận vẫn loay hoay và hí hoáy tìm hiểu uẩn khúc phía sau vụ án và sau những thông tin và hình ảnh dò dỉ trên các trang mạng xã hội dư luận vẫn không thôi xót xa về hai án tử hình bị cho là giết người, cùng với danh hiệu gần 60 năm tuổi đảng của ông Lê Đình Kinh đầy chua chát và đầy ê chê. Nhân tâm ly tán mãnh liệt hơn qua vụ án đồng tâm, làm cho khái niệm đoàn kết toàn dân trở nên thảm hại hơn bao giờ hết. Cùng với đó thì người ta ngỡ ngàng trước những đại từ sưng ngôi thứ ba như thằng già, kẻ phản bội, cu kinh, vân vân xuất hiện cùng với những mạ lị chửi bới thật nghiệt ngã ẩn nấp dưới tên gọi quyền tự do ngôn luận. Cảnh tượng bắt nháo chữ nghĩa lại thêm một dấu hiệu thất bại tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tất cả các quốc gia theo đuổi chủ nghĩa Cộng sản đều có bộ máy tuyên truyền khổng lồ và tinh vi, nhưng bộ phận dân vận đều nằm trong đó. Duy chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam có riêng hệ thống dân vận từ trung ương cho đến địa phương với bà Trương Thị Mai đứng đầu bộ máy đồ sộ của dân ban dân vận trải dài như thế, dư luận không hiểu hàng ngàn con người đó đang nghĩ gì và có định làm gì với hậu vụ đồng tâm. Dù ngày ngày họ vẫn đến cơ quan và đều lãnh lương hàng tháng. Dường như Hội Nông Dân, Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam, Hội Cựu Chiến Binh, Hội Thanh Niên, Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh, vân vân Tất cả thầy đều cấm khẩu trước thảm án Làng Đồng Tâm, ngoại trừ vai trò tuyên truyền đang cố gắng chống chọi với dư luận trong những ngày qua. Cùng với ý thức hệ của nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc, nhân dân luôn trở thành nhân vật chủ chốt để nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam kêu gọi một lòng theo đảng trong tất cả xung đột đối nội và đối ngoại khi cần phải giải quyết và tại tâm điểm lòng dân đó hình ảnh rũ rượi lập lòe cùng với tiếng khóc ai oán cất lên từ những người dân làng đồng tâm nhận án treo trước mộ phần đầy cọ xanh của cụ lê đình kình chập chờn trong đêm tối bỗng trở nên ám ảnh dư luận dữ dội và chúng hoàn toàn đối nghịch với tư thế an nhiên cùng với giọng nói bình thản của tất cả các ông bà có chân trong ủy ban thường vụ quốc hội đang nhóm họp để bàn về chuyện quốc gia đại sự trong những ngày này nói về thất bại tất phải nói đến thành công của đảng cộng sản việt nam qua vụ án đồng tâm dù thất bại nặng nề với nền pháp trị sơ khai và bộ máy tuyên truyền thô vụng nhưng đảng cộng sản việt nam có thành công không thể chối cãi được đó là về phía các bản án oan khiên và phi pháp tính đảng vẫn không hề sứt mẹ với nguyên tắc hàng đầu lãnh đạo tập thể cá nhân phụ trách điều đó cho thấy là toàn thể bộ chính trị vẫn đồng tâm bằng thái độ im lặng là vàng trước người đảng viên gần 65 tuổi đảng Lê Đình Kinh cho đến cuối đời vẫn đặt chọn niềm tin vào đảng. Đảng của dân, nhà nước cũng của dân như người Cộng sản vẫn nói và luôn nói. Chính nó là từ dân nuôi nấng, bảo bọc. Cũng người Cộng sản Việt Nam vẫn nói là luôn nói như thế để hôm nay người Việt Nam trong và ngoài nước đang chứng kiến một quốc gia sơ sát về nhân cách với lòng thù hận ngút ngàn với sự chia rẽ xã hội một cách trầm trọng. Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam, đại sứ Lê Thị Tuyết Mai tái khẳng định trước Liên hợp quốc, Việt Nam cam kết bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trong bối cảnh đại dịch virus Vũ Hán vào ngày 14 tháng 9 năm 2020. Tức ngày hôm hai con và cháu nội của ông Lê Đình Kình nhận những bản án nghiệt ngã. Nữ thần nhân quyền hay nam thần nhân quyền nếu có chắc đang chết đứng và chết cứng họng Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm cái hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi